nên là cái ổi, cái ổi này có cái dáng hơi vặn nhưng mà cũng có cái thế là lạ. Cái ổi này gốc vanh của nó được khoảng 25 đến 30. Ổi này ổi ta, ổi răng. Đó, đánh về trồng cũng nên mầm rồi, sống rồi. Đây là cành này, là cành đổ này. Đấy, cành này mắc võng được. Đó. Cành rất là khúc khỉu. Cái ổi này, cây này cây số 8. Cây số 8 trong cái kênh cây công trình bonsai hàng độc hàng nạ sưu tầm. Anh em có thể tham khảo. Số điện thoại liên hệ là 0163 5305982. Đó. Tiếp theo là cái cây ổi. Cái ổi này. Đó. Trên cái kênh này thì mình có rất nhiều cái đăng, nhưng mà cái đăng này là ok. Ông anh mình làm vườn công trình mà. Đó, thì rất nhiều những cái nguồn thông tin. Sinh ra cái mạng internet này cũng có nhiều người là muốn có nhưng không quảng bá được. Và cũng có những người cần nhưng mà không biết mua ở đâu. Ở những cái thành những cái người, những cái clip này sẽ giúp cho người người cần và người có gặp nhau. Đó. Anh em có thể liên hệ là 0163 5305982. Đó, ok chưa? Đấy, cái dáng của nó như thế. Cái ổi. Cảm ơn các bạn theo dõi, hãy đăng ký kênh và liên hệ 0163 5305982.